Đây, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một cây khác, đó là cây mái đề. Đây là cây mái đề các bạn. Cây mái đề hay còn gọi là cây mái đề thảo, sa tiền, mái đề á. Còn đây các bạn có thể nhìn kỹ đây. Lá nó sẽ có hình giống cái thìa. Đây. Đây, đây là hạt mà. Cái này rất dễ trồng. Hạt nó trồng xuống khoảng từ 7 đến 10 ngày thì bắt đầu lên cây con. Đây. Tên gọi của nó là hạt mái đờ xế khôn, tên gọi là sa tiền tử. Toàn cái mái đờ xế khôn tên gọi là sa tiền thảo. Và công dụng thì cái này nấu nước uống rất mát, lợi tiểu, giải độc gan, phổi. Phim Amidan hay là đau mắt đỏ. Còn đây, cây mái đề này có thể dùng được giải rượu rất tốt. Sau khi uống rượu mình có thể uống cái này. Cái này còn chữa ho, tiêu đờm, lợi tiểu. Có thể chữa sỏi thận. Công dụng của nó thì các bạn có thể xem bằng bên dưới, mô tả bên dưới. Mình đã ghi rất rõ bên dưới. Let's see, come on, come on.